Đây là những cái phong tục mà em cũng không có hiểu biết đây là gì, cái chú anh chị của người Khmer. Thì em nghĩ đây là có mền mùng chiếu gối khăn rồi các vị thần. Còn bên đây là cái cổ áo quan của mà anh tin nãy đó tên gì em quên đi rồi ta, thắng tin Đức thắng Thắng, mà cái gì thắng ta, xin xin Đức Thắng. Sinh Đức Thắng. Thì ở đây là cổ áo quan của anh Sinh Đức Thắng, cô chú anh chị, cũng do gì cơm áo gạo tiền còn nghĩ quẩn là thiếu nợ, chú anh chị cắt cái ngôi nhà này lên nào. Chú anh chị thấy cắt cái ngôi nhà này lên thì đâu có tiền bạc gì đâu, mà mần ăn thì dư cũng được trăm ngoài rồi. Bắt đầu muốn cắt có cái nhà để gọi là an cư lạc nghiệp với cô chú anh chị. Thì khi cắt lên thì cái nhà mà nó đẻ ra thêm, để thêm rồi mới không có tiền để mà bù đắp vô, rồi mới hỏi mượn. Rồi sau khi hỏi mượn thì lãi mẹ đãi đẻ lãi con gì đủ thứ hết trơn luôn chú anh chị. Rồi cho nên đó là mấy nghỉ quẩn thì anh kết thúc của cuộc đời của anh tại nhà trọ luôn cô chú anh chị. Rồi gì em xin mời cô chú anh chị để em gặp gia đình em hỏi thêm cô chú anh chị, gửi có đến cô chú anh chị mình xem qua màn ảnh nhỏ nha cô chú anh chị. Kính thưa quý cô chú anh chị, đây là mẹ của em Đức Thắng. Con chào cô. Dạ, cô thứ mấy cô? Cô thứ Cô thứ tư. tư. Cô cái nào cô nói không rành, con hỏi cô không không nghe kịp á. Cô nói cái đó cô không nghe kịp rồi con hỏi lại hết cô. Cô kể lại toàn bộ cái sự việc xảy ra, cũng như hồi trước đây, trước khi mà em Thắng cắt nhà để cho quý cô chú anh chị bà con gần xa để cùng chia sẻ với gia đình cái sự việc xảy ra rất là đau lòng gì hả cô. Dạ, cố gắng bình tĩnh đi cô, con biết cái mất mát này rất là lớn lao, không có gì Cố mà gắng lên cô ơi, thấy cô khóc rồi tụi con cũng không dám hỏi nhiều nữa. Để cháu nội ngồi xuống luôn con, ngồi ngồi đi với bà nội đi ngồi ngồi con. với bà nội đi con. Tôi với con Dạ. con chưa đi học nữa. Cô ơi, ở nhà của cô con thấy ở đây thì mình có được các cái nhà rồi, thì mới từ các cái nhà này mới xảy ra một cái sự việc đau lòng là do em Thắng suy nghĩ quẩn rồi mắc một số nợ quá lớn cho nên là em mới tự kết thúc đời mình. Ở đây cô là có đất có vườn gì không, cô có ruộng không? Cô mà hồi đó cũng có nuôi bà già ruột á, Dạ. bà bệnh liệt 20 mấy năm, rồi sau này mới bán sang đất cho người ta hết, rồi giờ để giữ mà đem bà đi nằm nhập thương một lần tới 100 ngày Dạ, bà liệt con nói á, lớn lớn lên đây rồi tới bà chết rồi đất từ sau cho người ta hết, cô. rồi Dạ. bây giờ còn tay trắng Có nghĩa rồi là hồi trước đây là cô có đất. Dạ, có rồi cũng như là cô nuôi mẹ mẹ như bà già bệnh cũng lâu sau rồi cũng nợ nần đồ này kia. cũng nhà Rồi cô sang đất hết. nhà Hiện xong giờ là mình dọn dẹp còn cái nền nhà, nghĩa là có được miếng vườn nào không cô, nhỏ không nhỏ có không? chỉ có nền nhà Chỉ có nền nhà chỉ này. À, hồi có trước đây á là em Thắng đi làm ở công ty hả cô, hồi trước khi cắt nhà. hồi trước mà chưa nó chưa có cưới vợ thì nó đi cắt lúa cắt gì theo mẹ hết á, Dạ. rồi tới sau này thì nó cưới mình mới cưới vợ cho nó, rồi tôi cứ gửi nó đi mần ăn ở Long An luôn, rồi đi được có 2 năm hoặc là 3 năm gì tôi cũng quên không mấy gì gần nữa, rồi nó mới được tiền chút đỉnh á, rồi nó sang đất này, rồi nó nói mẹ ơi bây giờ con ở với mẹ cũng cực lắm, tại vì con anh mẹ cũng có mần 2 đứa con, bây giờ con mà sinh ra riêng con có tiền chút đỉnh con cất nhà riêng cất, rồi vừa tôi hỏi con được nhiêu tiền cỡ 40-50 triệu, nó nói vậy á, vậy là con ơi thì mình được có 40-50 triệu rồi nếu làm đi rồi không đủ thiếu nó nói bây giờ mẹ mẹ làm đãi cho con đi 40-50 triệu đó đi, rồi tôi nói bây giờ vậy cũng được, rồi tới chừng làm cũng thợ nói 40-50 triệu mình làm kiểu này không thấy nhà không có gì giờ đẹp thêm chút nữa thêm 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 gần 200 200 mấy đó, cho nên nói bây giờ mẹ ơi
con thì đi kiếm ta được, nó mừng ăn nó đàng hoàng lắm. Rồi tới sau này nè, nó mới dịch Covid-19 rồi nó không có làm gì được, thất bại gần 1 năm luôn, nó ở nhà trọ luôn không có về đây được nữa. Rồi bỏ 2 đứa cháu này cho tôi nuôi nè. Rồi nó nói mà bây giờ mẹ ơi con hơi còn thiếu người ta chút đỉnh, không có chút đỉnh nữa, nó nói ở đây thì chút đỉnh còn bẵng, nó còn thiếu người ta nữa. Rồi tới tháng thì gửi tiền mua sữa cho 2 đứa con. Rồi con biết sao không, hồi nó chết nó ăn, nó còn điểm với mà cô nó nói mẹ ơi chiều nay con lệnh được tiền con gửi cho mẹ, rồi con mẹ mua sữa cho mà 2 đứa con đi. Rồi thấy tháng ơi con cỡ giờ nào con mới được lãnh, nó nói cỡ 5 giờ. Rồi ý đâu có hay cái chuyện đó, ý đâu có biết gì đâu. Rồi 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 tới trong vài trong vĩ luôn, trong không thấy tiền thấy bạc, rồi thấy vợ nó điện điện xuống rồi mẹ ơi, nó khóc rồi nó nói mày gửi tiền đó hả, nó đính thân hơi nó mẹ ơi anh Thắng chết rồi mẹ ơi, cái cổ chết rồi mấy gì gần cái chỗ đó nữa, rồi nó chết rồi nó không biết sao nó muốn xỉu quá, rồi nó kêu ta ở gần nó giúp. Trời ơi, tôi la luôn ở ngoài lỗ, tôi la rồi tôi chạy, tôi la tôi chạy hàng xóm người ta lại nhúc luôn, lại tiếp lại mà chia buồn á, thấy tại vì này nó hiền lắm. Lúc đó mình khủng hoảng tinh thần hả cô ạ? Rồi tôi cũng gần xỉu luôn á, nghe con vậy á, rồi tội nghiệp biết sao tội nghiệp nó, con đi mà đâu con bừa bãi gì đâu, đâu có mà uống say sưa không làm đâu, không có nó không có bỏ đâu, đi cỡ nào nó cũng đi làm ha. Dạ cô thì lúc đó là cô cũng ở trên đó luôn hả? Không đâu, cô thì ở đây. Cô ở đây nhưng mà em Thắng là ở chung với cô với chú ở chung nhà đây ha. Nó cưới, nó ở đây tới cưới nó rồi nó đi luôn, đi làm luôn á, Dạ, đi cũng làm như luôn là cắt cái nhà xong rồi là đi lên chảnh luôn. tới đây đi lên Dạ, thì chỉnh định làm cắt cái nhà là định bây giờ biết là mắc nợ nhiều rồi, định là làm để mà vợ chồng làm để mà gắng cố gắng để trả, nhưng mà không ngờ cắt nhà xong rồi tới dịch Covid tới, rồi nghỉ quá lâu rồi cái nợ thì nó cứ đẻ hoài phải không cô? phải Dạ, phải phải nhà nước thì nó ngay cái lãi nó thấp, còn mình thiếu bên ngoài á, bên ngoài thì nó đẻ cái lãi nó cao nữa, tội quá trời tội. À lúc con dâu cô điện cho cô hay là khoảng mấy giờ cô? 6 giờ, 6 giờ hả? 6 giờ, 6 giờ chiều đó hả 6 cô? giờ chiều tối. Dạ, vậy là Rồi lúc đó thời điểm đó là chị cũng vừa phát hiện đó, hồi nãy chị có kể là 6 giờ là chị mới phát hiện và về tới, là khi phát hiện ra rồi là điện cô hay liền quá. chắc vậy Dạ 6 giờ đúng, cô cầm điện thoại đi, cô đưa mà cô đi đám ma đằng kia, dạ đi chưa tới đám nữa rồi nó điện điện rồi chạy từ đó tới chạy khúc tan ra ngoài lộ tan mà ngài nhìn tới phá trời, nó dạ bà này sao mà chạy khúc rồi tôi mới kể ra nó Thắng nó mà nhìn viên ta kêu bằng cho con dạ rồi chạy rồi tối mà lại tới đây ta lại nhóc luôn, ở đây ai cũng thương nó hết, nó hiền lắm rồi nó đàng hoàng nữa, nó tiếng nào tiếng nấy, nó không có mà nhận giúp lại đâu. dạ Hồi tới 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 mà dịch này nó đi thí dụ như hứa rồi hồi nó không đúng lời hứa, đúng lời hứa trả lời người ta, trả lời người ta là mà trả lại á, 1 tháng tới mấy đẻ ra con đó. Thí dụ như mà vô vốn 100 triệu đi, vừa ra cửa 200-300 triệu, thí dụ như vậy. Dữ thằng gì Rồi cái à, gì đó hỏi là vốn tới bốn đời quá trời gì hỏi đâu mà hỏi dữ thằng gì. ở đó đã mà nhiều lắm chị đó. Cô cho con xin hỏi thêm cái là nhà mình tới mấy người con lận con? Ba Ba ha, là anh Thắng là con thứ mấy trong thứ gia đình? ba thứ ba Thứ ba ha. Rồi người thứ hai là cha hay gái con? trai Trai. Rồi tới anh Thắng rồi tháng tới thỏi út đó, thỏi hỏi là út là nữ hay rồi trai trai thì là cô ba người trai. ba người trai Rồi cô có gia đình hết luôn chưa cô? còn có đưa mà Út á, Còn Út là chưa lập gia đình, chưa là cái ngôi nhà này là của cô trước đây hồi đó giờ luôn, cái gốc mình ở đây luôn hay sao cô? đâu có đây Gốc đây là trước đây là ngôi nhà này là ngôi nhà lá, dạ phải nhà rồi lá. Rồi sau khi anh Thắng anh đi mặn cũng có dư chút đỉnh là mới về xin cha mẹ để cắt lại cái ngôi nhà, là nhà trong nhà đó cô là ở phía bên đây nè, là nhà phía phía bên đây, còn cái nhà này là nhà của ai, là anh Thắng ra riêng thằng đây nhà riêng cái gì, á. là trong khi cắt cái nhà này là cô có ở không? Giờ ở nhà này không à,
Dạ, từ lúc cắt cái nhà lên là cô ở đây không? ở đây không, Dạ. giữ nhà cho nó, mình cho sạch sẽ chút, còn bên kia đóng cửa bỏ Dạ, dạ. ở bên đây luôn. Dạ, có nghĩa là trong lúc cắt nhà mà trong mình chỉ có 50 triệu mà dám cắt ngôi nhà Bốn này. năm chục triệu gì đó mà tới cắt tới 200 mấy. 200 mấy. Vậy là ảnh chưa có tính toán được cái số lượng ngôi nhà như thế nào rồi. Nếu mà ngôi nhà này là cắt là tầm 200 là khoảng đó là trước đó là còn rẻ đó nha, tới Còn bây giờ rẻ, cắt là khoảng có 400 đó. đúng rồi đó, hồi Dạ. đó còn rẻ đó. Mà trong khi đó vốn là chỉ có 50 triệu mà dám cắt cái ngôi Rồi nhà này. biên sao rồi tôi đi coi thầy á, nên tháng ơi thầy nói rồi cái tuổi con này chưa cắt nhà được đâu, hồi cắt nhà nó 27. Dạ. Rồi ông thầy nói bây giờ để tên cha đi, cho cha đứng đi mới được, Dạ. thành ra là cho cha nó đứng, rồi ta thấy tuổi nó vậy nó không có dám cho nó đứng, bây giờ Dạ. cũng 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 đi luôn vậy, Dạ. cắt Tại nhà rồi vì đâu có được ở, còn nhỏ, còn con nhỏ là nhỏ. thường là không có cho cắt nhà từ 40 mấy trở lên mới mới người Đúng ta mới rồi. cho cắt cái ngôi nhà. Cắt cái Đó. nhà thì mình ví dụ mình tính là khoảng 200 triệu là đủ, nhưng mà cái phát sinh là cho mình một lần làm là một lần khó, thì Đúng thôi để mà thôi bây giờ gắng cố gắng đi vay mượn thêm để cắt luôn cho nó rồi, hoàn cho chỉnh nó cái hoàn nhà, chỉnh. tại Đúng vì rồi, cái đúng nhà là ở một đời người, rồi. cho nên từ chỗ đó cắt nhà nó rẻ dữ lắm. Để. Đúng rồi đó. Rồi như vậy đó, em cứ thêm rồi em hỏi với thêm rồi nó đẻ quá trời em không có lo nổi rồi. Dạ thì bây giờ là cái số nợ của em còn nhiều không cô? Theo cô Không biết biết, á, dạ cô không không biết, biết là bao nhiêu ha. không biết rồi. Cái gì nó đâu cho mình dám cho mình biết, sợ mình Dạ sợ cô lo. cô Dạ lo đúng mà. rồi. Rồi từ lúc anh Thắng mà xảy ra vậy là bên chủ nợ người ta có liên hệ với gia đình mình không cô? Mới hôm bán nó mới chết hôm bán Dạ. Dạ. Là chưa, qua nay là bên chủ nợ là ta chưa có nói gì hết. dạ chưa có nói, Vật tư mình còn thiếu không con? dạ kệ không biết nó còn thiếu không nữa, tôi cũng không biết nó Dạ, làm gì có vậy, nghĩa hai là vợ làm chồng gì không cho cha mẹ không biết lo để cha không mẹ chồng, lo. bây giờ nó ở làm gì tôi cũng không biết nữa, Dạ. chỉ là nuôi con tới tháng nó gửi sữa cho con, Dạ. thí dụ như mà nó trả khi mới mình mua cái cũ Dạ. một tháng, nó tới tháng thì mình nó gửi trả, tới tháng nó gửi trả, buổi tháng này biết không mà nó lãnh lương thì bữa ngày 5 tây tới 10 tây 11 tây mà chưa có gửi á, Dạ. tại vì công ty nó cũng thất bại, nó nói mẹ mẹ ơi một tháng này nghỉ cũng gần nửa tháng rồi chưa có tiền đó, tới 10 10 10 mùng 10 ta mới mà phát lương, Dạ. rồi tới ngày 10 tây đúng ngày thứ hai mình nói mẹ ơi ngày thứ hai chưa có phát nữa, chắc tới ngày thứ ba ta mới phát mẹ ơi, Dạ. rồi tôi có la vậy nè, tôi nói tháng người mày tới ngày thứ hai mày còn chưa gửi làm sao con mày đi học được, nếu thí dụ như con vô học á mình đâu có tiền mua quần áo mua gì cho nó, Dạ. nếu mẹ mình không có cha mẹ già hết rồi đâu có tiền đâu mà nuôi cho cháu đi học nữa, Dạ. nói có mấy tiếng á hả, mà ý đâu có biết nó mà ngày dẫn nó gì đâu, mà nó Dạ. cũng cười nó nói mẹ ơi con nói thiệt á, chiều nay có tiền gửi cho mẹ rồi đó, nó Dạ. nói vậy, nó nói nhức mắt là chiều nay có tiền gửi rồi đó mẹ, rồi tôi cũng mừng nữa, rồi Dạ. tôi cũng mà đi thay đồ đi đi đám, đi chưa tới đám rồi vợ gọi gửi mà điện nói mẹ ơi anh Thắng chết rồi, chết hồn luôn, anh Thắng chết rồi, nó gửi thiệt, nó gửi mà gửi cho mình, nó đâu có gửi tiền đâu, con Là tôi thằng này nó đàng hoàng lắm, nó nghiện có nghĩa là lúc lúc mà trước một ngày đó là cô đã điện hỏi con mình là có tiền chưa, có tiền kia phải rồi dạ có đặng tiền gửi chưa có về tiền lo cho con của cô Thắng là cháu của mình ha. dạ Dạ. Mà trong khi đó là anh Thắng chưa gửi được và cô cũng có điện thúc một hai lần nữa. tại vì cái tiệm đó thì mà mình trả tiền ta rồi ta mới bán cho mới nữa, Dạ. rồi tiền rồi mà hai đứa cháu này hết sữa uống hết hết sữa uống, Dạ. con ơi y chạy muốn chết rồi đi kiếm tiền mua được hai ba bịch cho nó uống hết mấy Dạ. ngày, Dạ. nói Thắng ơi con mày hết sữa uống rồi con ơi làm Dạ. sao mà Thắng này sao mà con chịu quá, Dạ. bây giờ mẹ đi mua nhân ta ta nói chừng nào trả cái kia rồi cái cũ rồi ta mới bán cái mới cho, Dạ. rồi tôi đi Vậy mua. cái vụ việc này là cũng không phải là do cô thúc tiền mà anh suy nghĩ gì đâu, tại vì cái này là do một phần là cái duyên số của anh đó, là Ừ, cũng là nó cái điên số phận số của của anh nó, số rồi. phận của nó rồi đó. Đôi khi con sợ cô buồn á, sợ cô buồn là do cô con tưởng là cô suy nghĩ là do
cô điện hỏi thúc tiền nó quá rồi nó nghỉ quẩn, nó không có tiền nó nghỉ quẩn. Rồi tôi tội nghiệp cái chỗ này, vợ thì làm riêng, chồng thì làm riêng, rồi nó chưa lãnh tiền được, nó sợ ở đây không có sữa cho con uống á, biết sao nó đi hỏi tiền của bạn nó. Nó nhắn tin cho bạn, nó nói bạn ơi chiều nay cho tôi mượn 3 triệu đi, rồi tôi lãnh lương được tôi trả liền. Nó bạn kiếm 3 triệu gửi gửi lại cho mẹ nè. Rồi bạn nói mày ơi, tao cho bà già nó, bà già lên gửi cho bà già hết, tôi không có tiền cho mày mượn nó tháng ơi. Nó nghĩ nói rồi chắc nó không biết sao vậy, mà tôi mới nghe bạn nó nói điển gì nói tôi hết hồn luôn. Tôi mới nói con Cái này gọi cũng được. chi cơm áo gạo tiền không á cô ha. Bây giờ thì hai người hai đứa cũng còn trẻ, ví dụ cái mắc nợ thì mình làm nợ mòn thì con lớn mình làm trả từ từ, Từ từ mà đi, em suy nghĩ quẩn em quá nhớ trời suy tội nghĩ quá không biết làm ra đi sao. rồi. Ví dụ bây giờ em đã ra đi rồi thì còn vợ còn con ở đây thì cái nợ mình cũng phải trả, chứ Không phải mình trả, đi rồi thì còn vợ con người ta cũng phải đòi, không phải thì cái đòi đó là một cái gánh nặng cho vợ con nữa. Dạ nó làm vậy nó tội mới, quá. bây giờ nó đi rồi nó yên rồi, ở đây là Dạ mấy người sống ở đây hai người mà trả còn nè. không nổi Dạ rồi, bây giờ còn mình một đó, vợ rồi rồi làm sao đây, con hai đứa con hai đứa nữa. con sữa sùng hàng tháng. Bây giờ một tháng con nói ít gì là một tháng cũng từ 3 triệu Đúng rồi đó, phải 3 không triệu đó. cô? Phải rồi, Tiền sữa bây giờ giống như cô ở đây cô không có tiền thì ở đó người ta bắn gói đầu, đúng có rồi, nghĩa là mua cái tháng này rồi thiếu rồi bắt đầu tháng sau lại trả cái tiền này, đúng nó rồi, cứ cứ chuyền hoàn gì hả đúng cô? rồi. Dạ sao mà suy nghĩ quẩn quá trời vậy không biết nữa. Vì cái bữa đó rồi giờ em Thắng mới điện về cho cô với chú là cũng xin ý kiến của cô với chú là để mà liệm cho em Thắng ở trên đó luôn ha cô. Không phải, tại vì nó ở đó nó hiền á, người ta thương nó, cái chủ nhà trọ chủ công ty gì ta cũng thương nó hết á, người ta mới mà cho xe người ta ra tiền xe ra gì hết, người ta nói chừng nào không có ở đây ta cũng cho đây cái mọi này Dạ thì cũng như nè. là ở trên chủ nhà trọ đó đó, hỗ trợ trừ quan tài nè, Đúng rồi. hỗ trợ từ xe để mà chở thì liệu mới chở luôn, là chở em về nhà là chuyến xe không đồng, bà Đúng con rồi, nói rất là tốt hả cô. tại vì mình làm phước gặp phước, làm phước gặp phước. Thì cũng như em cách sống ở nào về vợ chồng em thì cũng hiền từ, cho nên bà con cô bác ở xóm giềng ở trọ đó thì rất là thương vợ chồng em, cho nên như vậy thì bà con cũng cũng chia sẻ giúp đỡ cũng đỡ phần nào hả cô. Chứ thôi là ví dụ như mình mua quan tài cũng ít nhất gì cũng từ 10 triệu chứ đâu có dưới Nếu rồi. mà cái này là chảnh về là 39 40 đó, thường thường mình đi quay mình hỏi toàn là chảnh về, Đúng lần rồi, nào về nếu mà chảnh về chọn gói cũng là từ ba bốn chục triệu ba không bốn đó chục cô. không đó. Vậy hả? Dạ đúng, ba bốn chục triệu Ba không bốn đó. chục không đó, không có nào mà hỏi tới mà nó mười mấy gì hoặc là bảy tám gì chứ, toàn là ba bốn chục chứ lên không có chỗ sáu bảy chục luôn đó. Mà thiệt chứ nếu mà mình cầm tiền mình ở đây mình mua chắc cỡ 20 là dữ lắm. Mà khi ở chảnh chuyển về mà cái là ba bốn chục, ba bốn chục không. Rồi là xin ý kiến của cô với chú đồng ý rồi là mấy mấy liệm ở chảnh luôn. Có xin ý kiến, nói chuyện mà cha mẹ viết để người ta mới dám. Người tôi nói bây giờ con nói tới đâu tính tới đó đi, ta làm sao làm để cho, miễn là con tới nhà là được rồi. Rồi cũng Thì bên phía công an á, thì cũng định là mổ tử thi để mà kiểm tra, nhưng mà do cái người nhà mình thấy đúng cái rồi, trước mắt như vậy là do cái chết của em là nó rõ ràng như vậy rồi thì phải mình cũng cũng không cho hát cô ha, làm ký cam kết vô. Bây giờ mình biết nó như vậy rồi mà để mổ xẻ nó thấy tội cho em nó quá. phải rồi, đúng Dạ rồi. thấy người nhà mình đau lòng lắm. Mà thì thí dụ như vợ nó cũng biết cái chồng nó hiền, chồng nó có gì rủng với ai, không có ai ghét chồng nó được đâu, tại vì nó hiền quá. Nó nói bây giờ nó xin, nó hỏi tôi, nó nói bây giờ mẹ ơi, tính sao công an ta tính mổ tính gì đó. Rồi tôi cũng trả lời đi, tôi nói bây giờ tôi biết dứt khoát là thằng này không có ai ghét nó đâu, ta không có làm gì nó đâu, tự nó tự mình nó là làm mình nó, bây giờ con ấy khỏi đâu, khỏi nó đem nó về luôn đi. Tôi có nói vậy rồi nó mới dám làm vậy đó, người ta cũng biết định mình cha mẹ.
Khi mà về đây rồi mình có dở ra mình coi con mình lên có cúi không con? Có nghĩa là cái có quan tài có một cái khoảng nắp đó để mà chưa về lại với để cho cô mình với chú gặp mặt mà em nó làm cúi. có Dạ cái mẫu ta cho này cũng mặt tiền có dạ kiến có gì nó dạ còn có mình kiến hả cô? Có có nữa tới giờ chắc mình cũng chưa có suy nghĩ là con mình đó như vậy đâu hả cô ha, à, chưa đó có cứ lắm cứ bây nghĩ giờ vậy đâu là nó còn đi mầm vậy đó. có đi Dạ mầm nằm nhâm dạ ừ. Tội nghiệp chưa cô với chưa chú quá chưa có bao giờ mà suy nghĩ con mình nó phải như vậy đâu. đâu giờ tôi không nghĩ gì đó tôi nói bây giờ nó còn sống Dạ tôi nghĩ nó còn sống tôi đâu nghĩ đó, nó chết đâu dạ cô gắng bình tĩnh đi con, cố gắng nha cô. nhà có nó à đến nó đi rồi tôi biết nhà ai đứa nhỏ nó làm mấy ngày nay nó bị quá trời luôn nhỏ đó Dạ. mình bụng nó làm cái gì nó cũng nó không có xuống nó theo mình không à Cô ơi, như vậy là chắc bé lớn thì nó cũng nhắc cha nó xuống hả cô? phải rồi mới điện với con nó ta điện lại Ngọc Hân ơi Ngọc Hân tên Ngọc Hân tên Ngọc Dạ. Hân á Ngọc Hân ơi nói chuyện với ba chút đi rồi biết 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 con nó nói sao không ghét ba lắm miệng nói lợi lợi mà không có lợi Dạ. ngày nào cũng nói lợi ngày nào cũng có nói lợi mà không có lợi rồi tôi mà nói với nó không còn người cha không có tiền á cha không có tiền cha không có tiền sao ta cho gì được nhà cô cứ một ngày nó hỏi nó rồi mẹ à, nội với cha có tiền chưa nội ừ, hồi nó hồi cha chết đem lại uống cha lại rồi cha lại rồi cha lại rồi nó đâu có biết cha nó chết gì đâu nhỏ lớn rồi tới tối nó thức rồi tôi thân người con cháu mà nghỉ uống sữa đi cha chết rồi cha không có tiền mẹ không có tiền mua sữa cho con nó không dám uống đâu Trời gì nó trời không dám uống cô. đâu cô tôi nghĩ quá trời Trời đất luôn buồn gì trời. à, nội ơi giờ con nghỉ uống rồi mẹ cha chết rồi còn mình mẹ không có tiền mua sữa đâu nội hen nói gì á nó không Không dám uống luôn, nói cha không chắc dám là uống không dám luôn uống giờ sữa đang luôn. ăn cơm mà nó bây giờ tôi con nghỉ uống rồi mẹ ơi con nghỉ uống rồi Sao chịu nổi vậy? à. Rồi một lớp năm nay nó đi đúng tuổi đi học nữa Dạ. Cô ơi, vì là định là ở nhà mình cũng định là quà táng em nó luôn hả cô? quà táo Rồi cô tính là quà táng xong là cho cốt mình gửi chùa hay làm sao cô? đem gì Cô định đem về nhà, rồi bao lâu mình mới gửi cho chùa vậy cô? nhưng nếu nó mà nó ở yên thì để nó ở nhà chừng nào ấy mới đem đi cỡ 3 năm gì đó mới đem đi Con có ý kiến gì về góc độ của con thì con gợi ý thôi hả cô, còn quyết định là do cô. Thì mình giữ là giữ người bằng xương bằng thịt, còn em đã giảng sanh rồi, nhiều khi tới đó là cái tới mãn phần rồi. Thì em mắc thì cô nên đó là thiêu xong rồi đem về nhà hoặc là gửi vô luôn trong chùa cũng rất là tốt, để cho em được nghe tiếng kinh tiếng kệ mỗi ngày, để em mau linh hồn kiếp khác nha cô. Dạ. Còn ở nhà mình thì nhiều khi mình cũng đâu có được tụng kinh mỗi ngày, còn ở trong chùa nhiều khi một ngày đến mấy phần kinh, cái đó là cách tốt cho em luôn. Dạ. Thì cô giữ ở nhà thì cô cũng giữ cũng đâu có còn cái gì đâu. Rồi cô giữ ở nhà rồi cô ra vô cô thấy con cô khóc nữa hả? Vậy cô cũng nghe lời Dạ con rồi con gợi ý gì cô thấy sao thì cô cảm bàn ơn với vợ của rồi em vậy đi. cũng tốt lắm Dạ. nè vậy tới làm 100 ngày rồi người như ta làm 100 ngày á Dạ. 3 tháng 10 ngày đúng là đúng 3 tháng 10 ngày luôn á Dạ. rồi tam mà mới đi đem đi gọi đi mà gửi chùa cũng Dạ. được rồi vậy qua mà ý cảm ơn con rồi đó Dạ dạ. Dạ không, cái này thì con góc độ con góp ý thôi. Tại vì em đã khuất rồi thì được nghe tiếng kệ lời kinh là đã đó một cái duyên của mình đó. Rồi để mà tu học rồi mới mau linh hồn được kiếp khác. Dạ. ha Dạ, giống như tu là tu để mà sửa mình đó, để giác ngộ đó cô. Đó rồi mới 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 siêu thoát được nghe cô. à. Dạ. Cả mà cháu thiên cô vậy cô cũng đỡ buồn một Dạ phần đúng rồi. đó Thì giống như ở nhà
ở nhà thì cô niệm Phật, cô xin Đức Phật để mà gia hộ cho em. Và lúc cô buồn nha, cô thấy cô bất khóc thì nói chung mình nén thì mình không có nén được, nhưng mà cô niệm Phật thường cho em đi, rất tốt cho em, để cho em ra đi thanh thản. Rồi cô đừng có kêu tên em nhiều quá, tại vì khi một cái người khuất rồi chưa qua 49 ngày là người nhà còn còn níu kéo, mà khóc mà kiểu như mình nhắc là níu kéo dữ lắm. Mình thương mình, cô cứ niệm Phật đi. Mình làm không được. Dạ thì con biết điều đó, con biết điều đó rồi. Dạ ai mà không đau buồn, cái mất mát lớn mà đâu có gì bù Trời, đắp hôm được. tới giờ còn mà cô đâu có ăn cơm mà gì đâu, hai dạ ngày không có ăn cơm một miếng dạ nào luôn á. cũng gắng ăn miếng rồi để giữ sức Cô khỏe. phải gắng ăn uống vô để mà cô gìn giữ sức khỏe. Cô cũng lo đám mấy ngày nữa, rồi hai đứa cháu thì nó còn nhỏ quá. Chú qua nay chắc cũng buồn dữ lắm ha cô, ổng chắc cũng đâu có mà ăn uống gì nổi đâu ha, tại ổng hồi nãy sức khỏe ổng hơi bị yếu Cái hơn mà ba nó hả, nè. uống khóc hoài luôn á, Dạ bởi vì khóc hoài luôn. cần nghiệp cho cô chú. Mà cha nó là đi làm ngày nào rảnh nó ở nhà, nó đi làm mỗi dạ ngày luôn, tới này dạ hết tới kia, đi làm đi giác lúa giác gì không đó. dạ Rồi biết sao tới mà ho ra máu mới về, dạ ho chú ra hả? máu đó chú. Dạ Rồi gặp con gì nữa trời ơi, khóc quá trời. đau khổ đủ thứ hết trơn. Cô À, chú năm nay được mấy mươi? năm mươi mấy rồi, 50 mấy rồi hả? năm mấy rồi, Dạ cũng gần 60 vậy á. cái sinh hoạt, cái hàng ngày cuộc sống của mình là thu nhập là từ đâu cô? Bằng mướn đó hả? Mướn không ha? Bằng mướn không, mà tới cày thì đi cày đi xới á, xới cày rồi đi cắt lúa, đi theo máy cắt nữa, theo máy cắt là dắt lúa không á, một bao 60 70 kg thấy ông già gì đó. Cái mình làm chuyện nặng quá, ho ra máu, rồi cái ho ra Thì máu mới về đó, đây tới nơi chú còn gánh nặng nặng nữa, còn 60 70 tại vì bây giờ đó kg là chú là cũng mình nên chú đã làm rồi, đã tại vì làm cô là mắc giữ cháu mấy năm rồi. nay rồi đâu có đi làm mướn gì được đâu ha, còn ở nhà cơm nước cháu giữ cháu rồi không, Bây giờ mình là nên chú đi làm. thằng này nó gửi chỉ có đủ tiền sữa, còn Dạ tiền ăn hàng mỗi ngày, cái tiền thuốc tiền men gì đó cha nó tiếp không. tại vì em đi làm rồi phải có nghĩa là cái mức 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 thu nhập và chia ra là gửi về con nè, thì số nào là phải trả nợ hàng tháng đóng lãi gì đó vân vân, chứ còn mình không đóng đâu có được, tội mất trời tội. Rồi vậy, mấy anh em tôi xin cảm ơn cô hay cô. Rồi Dạ cô cảm cũng ơn cảm cô ơn đã chia sẻ về cô cái hoàn cảnh của mà gia đình mình, thì luôn. tôi cũng hy vọng cái clip này cũng đến được mà các nhà hảo tâm biết được cái hoàn cảnh của cô như thế này, thì nếu mà có hỗ trợ cho cô thì tụi con sẽ quay trở lại để gặp cô để trao lại cho gia đình. Thì con xin kết thúc bây giờ tại đây luôn. Cảm ơn Rồi cô. cô Cảm ơn cô cô. cảm Dạ ơn con, hai người ăn cơm với cô rồi hả, đi hả con dạ ha, dạ dạ tại xa lắm dạ đi không ăn cơm là không được. dạ thì cô chú anh chị em xin kết thúc bây giờ luôn cô chú anh chị. Dạ thì cô cũng một lần nữa xin